Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư Đức Thánh Cha gửi cộng đồng dân Chúa tại Chile về vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại mô hình của cộng đoàn Akamosoa cách giúp người nghèo của cha Pedro Opeka. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài chân phúc tương ứng với ơn hùng mạnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Ostia, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tìm đến và giúp đỡ những người cô đơn, đau khổ và nghèo túng như những nhà tạm mình Thánh Chúa bị bỏ rơi. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa, cử hành chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Ostia, thành phố cạnh bờ biển cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số. Hiện diện trong thánh lễ có hàng ngàn tín hữu tại quảng trường trước nhà thờ thuộc giáo xứ Thánh Monica, một khu phố bị thương tổn trong những năm gần đây vì hoạt động của các tổ chức bất lương mafia. Trong số các tín hữu hiện diện có hàng trăm em rước lễ lần đầu và 350 em mới chịu phép thêm sức trong năm nay. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y tân cử Angelo de Donatis, giám quản Roma, Đức Cha Paolo Lo Giudice, giám mục phụ tá khu vực Nam Roma và các linh mục thuộc 8 giáo xứ ở thành phố Ostia. Trong bài giảng sau khi diễn giải mầu nhiệm thánh thể, qua đó Chúa Kitô chuẩn bị cho chúng ta một chỗ vĩnh cửu trên thiên quốc và cả chỗ dưới thế này, Ngài ban bánh bởi trời như lương thực nuôi sống chúng ta. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, anh chị em thân mến, chúng ta hãy chọn lương thực này của cuộc sống, chúng ta hãy đặt thánh lễ ở chỗ đứng thứ nhất, hãy tái khám phá việc trầu mình Thánh Chúa trong các cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy xin ơn đói khát Thiên Chúa, không bao giờ chán lãnh nhận điều mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu, hãy noi gương Chúa tìm kiếm những nơi không có tình thương đi tới, không được niềm hy vọng tác động. Chúa muốn chúng ta đi tới những nơi khó khăn đó và xin chúng ta chuẩn bị chỗ cho Ngài. Bao nhiêu người không có nơi xứng đáng để sống và không có lương thực để ăn. Tất cả chúng ta đều biết những người cô đơn, đau khổ và túng thiếu. Họ là những nhà tạm mình Thánh Chúa bị bỏ rơi. Chúng ta lãnh nhận từ Chúa Giêsu lương thực và nhà ở. Chúng ta ở đây để chuẩn bị một chỗ và lương thực cho những anh chị em yếu thế nhất. Chúa là bánh được bẻ ra cho chúng ta. Chúa xin chúng ta cũng hãy hiến thân cho tha nhân, đừng cho riêng mình, nhưng sống cho nhau. Sau cùng, ám chỉ tới tình trạng vùng Ostia bị các băng đảng bất lương mafia lộng hành. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu phá đổ những bức tường dẫn dưng và im lặng trước sự ác, loại bỏ những hàng rào của nạn lộng hành, lạm dụng và cường quyền, mở ra những con đường công lý, trong sạch và hợp pháp. Sau thánh lễ, đã có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cho đến giáo xứ Thánh Bonaria lân cận thuộc khu Ostia mới. Đức Hồng Y tân cử De Donatis đã cầm mặt nhật mình Thánh Chúa trong cuộc rước trên quãng đường dài 1.200 mét đến giáo xứ lân cận. Tại quảng trường trước nhà thờ Bonaria, Đức Thánh Cha đã ban phép lành mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết chiều thứ Bảy mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 5 linh mục người Chile, cựu nạn nhân của linh mục Fernando Caradima lạm dụng khi còn nhỏ. Thánh lễ diễn ra lúc 4 giờ chiều tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican và nằm trong chương trình của Đức Thánh Cha gặp gỡ, lắng nghe, cầu nguyện với các nạn nhân bị lạm dụng tính dục ở Chile từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua.
Đây là một hoạt động mục vụ lớn của Đức Thánh Cha diễn ra trong sự tôn trọng và thinh lặng, nhằm đối phó với tệ nạn giáo sĩ lạm dụng quyền bính lương tâm và tính dục đang làm chao đảo giáo hội tại Chile. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng mục đích cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha triệu tập là đào sâu thực tại mà một phần tín hữu và giáo sĩ ở Chile đã trải qua. Với sự giúp đỡ của năm linh mục này, Đức Thánh Cha tìm cách chữa lành sự đổ vỡ trong nội bộ Cộng đoàn Công giáo Chile. Với cách thức đó, người ta có thể bắt đầu tái tạo một tương quan giữa các tín hữu và các mục tử của họ sau khi tất cả đều ý thức về những vết thương của mình. Tuyên bố với giới báo chí lúc 9 giờ tối thứ Bảy vừa qua sau thánh lễ, linh mục Eugenio de la Fuente, nạn nhân, và cha Javier Astaburuaga, nhà giáo luật đồng hành, cho biết Đức Thánh Cha đã gặp 5 linh mục cùng với 4 người tháp tùng trong vòng 4 tiếng 15 phút, đối thoại với mỗi nạn nhân và tái xin lỗi vì những sự ác mà một số đại diện của giáo hội đã gây ra cho họ. Đức Thánh Cha cũng thông báo sẽ đưa ra những quyết định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho giáo hội công giáo tại Chile. Hai linh mục cũng nói rằng Đức Thánh Cha bày tỏ thiện cảm đặc biệt đối với nhóm và đã rất quảng đại khi mời họ đến đây tiếp đón nồng nhiệt và dành thời gian cho mọi người. Nay chúng tôi ra đi, tâm hồn được an ủi. Cha Eugenio giải thích rằng, chủ yếu là Đức Thánh Cha đã lắng nghe chúng tôi và xét cho cùng, các linh mục Chile không xin điều gì khác hơn là được lắng nghe những tâm sự kín đáo nhất sau bao nhiêu năm không được trả lời, không được ai trong hàng giáo phẩm lắng nghe và tín nhiệm. Nay chúng tôi trở về nhà với niềm hy vọng lớn. Đức Giáo hoàng Francisco đã tỏ ra có một cái nhìn rất rộng lớn và sâu xa về vấn đề, và Ngài sẽ đưa ra các quyết định trong thời gian tới đây. Cha Eugenio ám chỉ tới việc hơn 30 giám mục Chile đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định, một cử chỉ chưa từng có. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm thần học gia của Ngài là Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez làm Tổng giám mục giáo phận La Plata ở Argentina. Đức Tổng giám mục Fernandez năm nay 55 tuổi, nguyên là Viện trưởng Đại học Công giáo Argentina ở thủ đô Buenos Aires, được Đức Thánh Cha Francisco thăng làm Tổng giám mục một tháng sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Hồi năm 2007, cha Fernandez được Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, tức là Đức Đương Kim giáo hoàng, mời làm chuyên gia cho Ngài tại đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin ở Aparecida, bên Brazil. Theo báo chí, cha Fernandez cũng là người giúp Đức Thánh Cha soạn chương 8 của tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, đúc kết thành quả hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình. Trước đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục vào Ủy ban soạn phúc trình chung kết của Thượng hội đồng giám mục thế giới năm 2015 về gia đình. Cách đây ít lâu, Đức Tổng giám mục Fernandez từ chức Viện trưởng Đại học Công giáo Argentina, và hôm 2 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fernandez làm giám mục chính tòa Tổng giáo phận La Plata lớn thứ hai tại Argentina với 877.000 tín hữu công giáo. Managua, Đức Hồng Y Miguel Obando Bravo, nguyên tổng giám mục giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, đã qua đời hôm 3 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Đức Hồng Y Obando Bravo sinh năm 1926, gia nhập dòng Don Bosco và thụ phong linh mục năm 32 tuổi và giám mục năm 1968 khi được 40 tuổi. Hai năm sau, Ngài trở thành Tổng giám mục giáo phận Managua. Năm 1985, Đức Tổng giám mục Obando được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y, vị Hồng Y duy nhất ở Trung Mỹ lúc bấy giờ. Đức Hồng Y hồi hưu năm 2005. Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua trong nhiều nhiệm kỳ, trước tiên trong 26 năm, từ năm 1971 đến 1997, rồi thêm 6 năm nữa, từ 1999 đến 2005.
Đức Hồng Y cũng từng là chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ và Panama trong 4 năm, từ 1976 đến 1980, cũng như làm chủ tịch phân bộ tu sĩ Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Obando, Hồng Y đoàn hiện còn 212 vị, và ngày 28 tháng 6 tới đây, con số này sẽ tăng lên 226 vị. Roma, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Chính thống Nga cho biết, Đức Thượng phủ Kirin của giáo hội này sẽ không đến Paris để tham dự ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Đức Thánh Cha đã đề ra sáng kiến mời các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô đến thành phố Paris ở miền nam Italia vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 tới đây, nơi có hài cốt Thánh Nicola được cả các tín hữu công giáo và chính thống tôn kính. Tuy nhiên, tuyên bố hôm 29 tháng 5 vừa qua trong cuộc viếng thăm của phái đoàn chính thống Nga tại Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết như trên và tiết lộ là chính Ngài sẽ đi thay Đức Thượng phụ Kirin. Đức Tổng giám mục Hilarion là nhân vật thứ hai tại Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Theo báo chí, dưới ánh sáng vấn đề Ukraine hiện nay, người ta hiểu tại sao Đức Thượng phụ Chính thống Nga tránh tiếp xúc với Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Ở Ukraine, chính phủ và nhiều thành phần khác đang vận động để Đức Thượng phụ Bartolomaios nhìn nhận sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine ly khai khỏi chính thống Nga và cho đến nay chưa được cộng đồng chính thống giáo thế giới nhìn nhận. Mặt khác, hôm 30 tháng 5 vừa qua, khi tiếp phái đoàn chính thống Nga tại Vatican, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự kiện các tín hữu tách rời khỏi chính thống giáo trở về hiệp nhất với Tòa Thánh không phải là phương pháp đại kết ngày nay nữa. Đó là trường hợp các giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương hoặc tại Romania, Bulgaria, Cóp, Ai Cập. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tuyên bố ủng hộ Tòa Thượng phụ duy nhất cho giáo hội chính thống trên lãnh thổ thuộc Nga và Ngài cũng cảnh giác các tín hữu công giáo đừng xen mình vào nội bộ của chính thống Nga. Giới báo chí cho rằng lời cảnh giác này của Đức Thánh Cha nhắm đến các tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ đông phương tại nước này vì họ tích cực ủng hộ sự độc lập của chính thống Ukraine với Tòa Thượng phụ chính thống Nga. Tuy rằng tại nước này hiện có giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và được chính thống giáo thế giới nhìn nhận. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe lá thư Đức Thánh Cha gửi cộng đồng dân chúa tại Chile về vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên. Kính thưa quý vị thính giả, từ lâu nay vấn đề những hậu quả của nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội tại Chile đã bùng lên, làm rúng động mạnh mẽ giáo hội tại đây. Đức Thánh Cha đang tích cực đẩy mạnh tiến trình thanh tẩy và giúp giáo hội tại Chile ra khỏi tình trạng khủng hoảng trầm trọng này và bắt đầu một giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua, Ngài đã gặp nhóm thứ hai các nạn nhân của linh mục Fernando Caradima và các đồ đệ của linh mục này tại giáo xứ Thánh Tâm chốt quan phòng ở Chile. Trước đó, Ngài đã gặp một nhóm ba giáo dân. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong số những nạn nhân thuộc nhóm thứ hai này có 5 linh mục, nạn nhân những vụ lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục. Cũng như các giáo dân trước đó, các linh mục nạn nhân này được ở nội thành Vatican. Phần lớn những người vừa nói đã tham gia các cuộc gặp gỡ trong sứ mạng đặc biệt do Đức Tổng giám mục Scicluna người Manta thực hiện theo sự ủy thác của Đức Thánh Cha hồi tháng 2 năm nay, với sự cộng tác của Đức ông Jordi Bertomeu người Tây Ban Nha, nhân viên của Bộ Giáo lý Đức tin. Hai vị này được Đức Thánh Cha gửi trở lại Chile trong những ngày này với sứ mạng tại giáo phận Osono,
do Đức cha Juan Barros làm giám mục và là nơi có nhiều vấn đề đang cần được giải quyết. Những sự kiện mới này diễn ra sau cuộc họp của Đức Thánh Cha với 34 giám mục toàn nước Chile ở Vatican. Vào cuối khóa họp, 30 giám mục còn tại chức đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để ngài định liệu. Trong bối cảnh đó, cuộc viếng thăm của hai phái viên tòa thánh cũng sẽ giúp Đức Thánh Cha quyết định về đơn xin từ chức của các giám mục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gửi đến Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile một thư do ngài đích thân soạn thảo và gửi toàn thể dân Chúa như ngài đã hứa với các giám mục Chile. Giá thư dài 8 trang được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Chile. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng tiếng kêu của các nạn nhân bị lạm dụng tính dục kêu thấu tới trời và ngài tái cảm ơn các nạn nhân vì sự kiên trì và can đảm của họ. Bây giờ là thời kỳ lắng nghe và phân định để tìm ra những giải pháp cho những gương mù gương xấu, không phải bằng những chiến lược hoàn toàn là gìn giữ, tuy cần thiết nhưng không đủ, trái lại bằng tất cả những phương tiện cần thiết để có thể nắm lấy vấn đề trong sự phức tạp của chúng. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng vấn đề lạm dụng tính dục, lạm dụng quyền bính và lương tâm ở Chile không chỉ thu hẹp trong một số trường hợp giới hạn, nhưng là một căn bệnh sâu đậm, trầm trọng, gắn liền với quan niệm giáo hội theo chiều hướng giáo sĩ trị. Những vấn đề đó không thể khắc phục được nếu không có sự cộng tác của tất cả mọi người. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Chile khi công bố lá thư trên đây hôm 31 tháng 5 vừa qua của Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với sứ vụ đấng kế vị Thánh Phêrô đã soi sáng và hướng dẫn tình trạng giáo hội ở Chile. Các giám mục kêu gọi các tín hữu hãy đón nhận những lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong lá thư gửi dân Chúa. Sau đây chúng tôi gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật trong lá thư của Đức Thánh Cha. Trong lá thư, Đức Thánh Cha cảm ơn các nạn nhân và những người đã lắng nghe họ. Đức Thánh Cha nói, tất cả tiến trình duyệt lại và thanh tẩy chúng ta đang trải qua, sở dĩ có thể như vậy là nhờ cố gắng và sự kiên trì của những người cụ thể, bất chấp mọi khó khăn hoặc bị bất tín nhiệm. Họ không ngừng tìm kiếm sự thật. Tôi cũng nói đến nạn nhân của những vụ lạm dụng tính dục, quyền bính và uy thế, và những người đã tin họ và đồng hành với họ. Họ là những nạn nhân có tiếng kêu thấu tới trời. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn họ về sự kiên trì và can đảm của tất cả các nạn nhân ấy. Đây là thời gian lắng nghe và phân định để đi tới những căn cội đã để cho những tội ác kinh khủng ấy xảy ra và kéo dài, và tìm ra những giải pháp cho gương mù của những vụ lạm dụng, không phải bằng những chiến thuật hoàn toàn nhắm bảo trì, tuy không thể thiếu, nhưng không đủ, nhưng là với tất cả những phương thế cần thiết để có thể đảm trách toàn bộ vấn đề trong sự phức tạp của nó. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vấn đề thiếu lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng và viết, tôi tin rằng ở đây có một trong những thiếu sót chính của chúng ta, đó là không biết lắng nghe các nạn nhân. Và vì thế, người ta đi tới những kết luận phiến diện, thiếu những yếu tố nòng cốt để thực hiện một sự phân định lành mạnh và rõ ràng. Tôi phải xấu hổ mà nói rằng chúng ta đã không biết lắng nghe và phản ứng kịp thời. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Scicluna và Đức ông Bartomeu, hai giám chức tác giả cuộc điều tra làm căn bản cho sự quyết liệt thay đổi lập trường của Đức Giáo Hoàng, nảy sinh từ sự nhận xét có những tình trạng mà chúng ta đã không biết nhìn và lắng nghe. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta không thể tiếp tục tiến bước, làm ngơ không biết tới những đau khổ của anh chị em chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong những cuộc gặp gỡ với các nạn nhân, tôi nhận thấy sự thiếu nhìn nhận và lắng nghe câu chuyện và tình trạng của họ, cũng như thiếu nhận biết và nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót trong tất cả tiến trình cản trở chúng ta tiến bước. Sự nhìn nhận như thế không phải chỉ là một sự biểu lộ thiện chí đối với các nạn nhân, nhưng hơn thế nữa, nó muốn là một hình thức mới đặt mình trước cuộc sống, trước tất cả mọi người, trước Thiên Chúa. Không bao giờ chúng ta được chấp nhận thứ văn hóa lạm dụng nữa, cũng như những thái độ che đậy khiến cho những lạm dụng ấy tiếp tục kéo dài.
Điều này đòi phải làm việc với tất cả mọi người để kiến tạo một nền văn hóa bảo tồn, đòi chúng ta phải có những hình thức mới trong tương quan, trong việc cầu nguyện, suy nghĩ và sống quyền bính. Các phong tục và ngôn ngữ, những tương quan của chúng ta với quyền hành và tiền bạc. Đức Thánh Cha viết tiếp, ngày nay chúng ta biết rằng lời nói tốt nhất mà chúng ta có thể nói đứng trước những đau khổ đã gây ra chính là quyết tâm hoán cải bản thân, cộng đoàn và xã hội, học lắng nghe và đặc biệt bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Vì thế, điều cấp thiết là kiến tạo những không gian trong đó nền văn hóa lạm dụng và che đậy không chiếm ưu thế nữa. Trong đó người ta không lẫn lộn thái độ phê bình và đặt câu hỏi với sự phản bội. Trong thư, Đức Thánh Cha chỉ thẳng vào vết thương, thói quen của giáo hội muốn mọi sự đều đồng nhất và ít tôn trọng những kinh nghiệm và những yêu cầu của hạ tầng. Ngài viết, điều này phải làm cho chúng ta trong tư cách là giáo hội biết khiêm tốn, tìm kiếm tất cả những tác nhân hình thành thực tại xã hội và thăng tiến những cơ cấu đối thoại và trao đổi xây dựng để tiến đến một nền văn hóa gìn giữ và bảo vệ. Tự nhận công trình này từ phía chúng ta hoặc là từ những sức lực và phương tiện của chúng ta thì sẽ khép kín chúng ta trong động thái nguy hiểm, duy ý chí và nó sẽ chết trong thời gian ngắn. Ở đây giáo hội được mời gọi hãy cộng tác với xã hội và chính quyền trong việc kiến tạo một môi trường an toàn cho những trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha khuyên tất cả các tín hữu Kitô, đặc biệt là những người hữu trách của các trung tâm huấn luyện, giáo dục, các trung tâm y tế, các học viện đào tạo và đại học, hãy cùng nhau cố gắng trong giáo phận và toàn thể xã hội dân sự thăng tiến một cách sáng suốt và có chiến lược, một nền văn hóa gìn giữ và bảo vệ. Mỗi lĩnh vực ấy hãy thăng tiến một não trạng mới. Nền văn hóa lạm dụng và che đậy là điều không thể dung hợp được với đường hướng của tin mừng, vì ân cứu độ do Chúa Kitô ban luôn luôn là một món quà, một sự trao tặng đòi phải có tự do. Khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Kitô tỏ cho chúng ta tôn nhan Thiên Chúa, không phải để cưỡng bách hay vì nghĩa vụ, nhưng là vì phục vụ. Chúng ta hãy nói rõ, tất cả các phương thế làm thương tổn tự do và sự toàn vẹn của con người đều là phản tin mừng. Tôi mời gọi tất cả các trung tâm huấn luyện về đạo, các phân khoa thần học, các học viện thuộc lĩnh vực thứ ba, các chủng viện và các nhà đào tạo và linh đạo, hãy thăng tiến một suy tư thần học có khả năng đáp ứng thách đố ngày nay, cổ võ một đức tin trưởng thành, hấp thụ môi trường sống của dân Chúa với những nghiên cứu và thắc mắc của mình. Với lời kêu gọi trên đây, Đức Thánh Cha muốn thăng tiến những cộng đoàn có khả năng chiến đấu, chống lại những tình trạng lạm dụng, những cộng đoàn trong đó có sự trao đổi, thảo luận, đối chiếu với nhau. Đức Thánh Cha viết, chúng ta sẽ phong phú theo mức độ chúng ta tăng cường các cộng đoàn cởi mở từ bên trong và nhờ đó chúng ta sẽ loại bỏ những tư tưởng khép kín và tự tham chiếu đầy những lời hứa hẹn và ảo tưởng hứa sự sống. Nhưng xét cho cùng, nó chỉ tạo điều kiện dễ dàng cho nền văn hóa lạm dụng. Sau cùng, sau khi nhắc đến tầm quan trọng của nền mục vụ bình dân như thuốc giải độc chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị, muốn tìm cách kiểm soát và cầm hãm sự sức giàu của Thiên Chúa trên dân chúng, Đức Thánh Cha mời gọi dân Chúa ở Chile cũng hãy nhìn đến sự thiện hiện có và nhìn nhận nhiều tín hữu, giáo dân, tu sĩ nam nữ, linh mục và giám mục đã hiến thân vì tình yêu trong các vùng hẻo lánh nhất ở nước Chile yêu quý. Lời mời này phản ánh diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm Chile hồi tháng Giêng năm nay. Trong đó, Ngài cũng nói rằng, đừng giả bộ, che đậy hoặc giấu giếm các vết thương của chúng ta. Một giáo hội bị thương có khả năng hiểu và xúc động vì những vết thương của thế giới ngày nay, coi các vết thương ấy là của mình, cùng chịu đau khổ và đồng hành với người đau khổ để chữa lành họ. Một giáo hội với những vết thương không đặt mình ở trung tâm, không tưởng mình là hoàn hảo, không tìm cách che đậy hoặc giả hình, che giấu sự xấu của mình. Nhưng để ở trung tâm vị duy nhất có thể chữa lành, đó là Chúa Giêsu Kitô.
Xác tín này thúc đẩy chúng ta dấn thân, tạo nên một nền văn hóa, trong đó mỗi người có quyền được hít thở một bầu không khí tự do, không bị lạm dụng. Một nền văn hóa tự do không có những che đậy làm thương tổn các quan hệ của chúng ta. Một nền văn hóa khi đứng trước tội lỗi thì có tâm tình thống hối, từ bi và tha thứ. Đứng trước tội ác thì tố cáo, xét xử và chữa lành. Thái độ trên đây trái với thái độ áp đặt sự thinh lặng, che đậy, làm cho nạn nhân mất uy tín, bảo vệ thái độ của các giai cấp, coi mình là điểm tham chiếu. Thái độ đó đang có ở Chile và không phải chỉ ở nước này mà thôi. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại mô hình của cộng đoàn Akamasoa, cách giúp người nghèo của cha Pedro Opeka. Mẹ Teresa mặc quần dài, ông thánh của Madagascar, người lính của Chúa, tông đồ của bãi rác, thợ xây của Chúa, là những tên mà người dân nghèo tại cộng đoàn Akamasoa gọi cha Pedro Opeka, thừa sai 69 tuổi dòng Lazarus, người thành lập cộng đoàn. Cha Opeka sinh tại San Martin, Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình gốc Slovenia, chạy trốn nhà độc tài Tito của Slovenia. Khi còn là thiếu niên, Opeka làm việc với cha của mình trong ngành xây dựng. Anh đọc Kinh Thánh nhiều lần và bị đánh động bởi Chúa Giêsu, người bạn của người nghèo. Opeka xây một căn nhà ở Junín de los Andes cho một gia đình Mapuche de Sur, trú ẩn để trốn cái lạnh mùa đông giá buốt. Và mọi sự thay đổi khi anh đọc một lá thư và nó đã thúc đẩy anh. Trong một tài liệu viết năm 1648 của dòng Thánh Vincent Paulo, quen được gọi là dòng Lazarus, dòng sau này Opeka gia nhập đã mời gọi những nhà truyền giáo đầu tiên đến Madagascar. Tôi sẽ đến đó. Opeka đã suy tư về lời mời gọi này và quyết định như thế. 15 năm đầu tiên, Opeka sống tại bờ biển phía đông nam, trong khu rừng nhiệt đới ở thị trấn Vanganigrano, với bóng đá như một phương tiện văn hóa, với nỗ lực như một công việc thay đổi, cùng với các anh em trong dòng hoạt động mục vụ. Cha thành lập phòng khám bệnh, chăm lo giáo dục và các hợp tác xã. Cha Opeka bị sốt rét. Để điều trị bệnh, cha phải đến Antananarivo, thủ đô của Madagascar, và cha ở đây đến ngày nay. Năm 1989, lần đầu tiên, cha nhìn thấy những người nghèo sống tại bãi rác Tananarive, thủ đô Madagascar, nơi cư trú của những con người tuyệt vọng bị xua đuổi khỏi thành phố. Cha Opeka đã há hốc miệng không thốt nên lời khi nhìn thấy bao nhiêu trẻ em lớn lên giữa các rắc rến, học cách sinh tồn giữa đau khổ, giữa bệnh tật, không được học hành, không vệ sinh, trên hết là không có tương lai. Hình ảnh những con người, nam có, nữ có, và cả trẻ em, sống trong những điều kiện không xứng đáng với con người, đã xé nát trái tim cha Opeka. Cha đã tìm cách để giúp những người nghèo khổ này. Nhờ sự giúp đỡ nhỏ bé của cộng đoàn dòng tu ở địa phương, cha Opeka đã có thể phát triển một ý tưởng của mình về cách giúp người nghèo tự giúp chính mình. Gần bãi rác có một mỏ đá granite. Bất cứ ai sẵn sàng làm việc đều có thể sản xuất gạch, sỏi, đá để bán cho các công ty xây dựng. Dưới sự hướng dẫn của cha Opeka, những cư dân của bãi rác liên kết với nhau và qua công việc của họ, họ bắt đầu thấy một tia hy vọng nhỏ. Sau đó, cộng đồng này được phát triển thành một cộng đồng sống động. Họ đã thành lập những ủy ban để đáp ứng những nhu cầu của những người làm công, ví dụ như chăm sóc cho các bệnh nhân và chăm sóc trẻ em. Những người sống trong các điều kiện không xứng với nhân phẩm trở nên ý thức về chính phẩm giá của họ.
30 năm sau, một cộng đoàn với tên gọi Akamosoa, nghĩa là những người bạn tốt, đã chào đời tại những ngôi nhà được người dân trong 18 ngôi làng của cộng đoàn tự xây cất. Nơi đây có các cửa tiệm, văn phòng, đài phun nước và hệ thống điện. Hiện tại có khoảng 25.000 người được thay đổi cuộc đời nhờ sáng kiến của cha Opeka. Mỗi năm có 30.000 người nghèo đến với cộng đoàn Akamansoa để được giúp đỡ và 13.000 trẻ em được đến trường nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn. Tất cả giờ đây có nhà riêng của mình được xây cắt từ gạch ngói. Cộng đồng Akamansoa không chỉ chăm lo cho đời sống vật chất của người dân, nhưng việc chăm sóc tinh thần cho họ là điều rất quan trọng đối với cộng đoàn. Thánh lễ ngày Chúa Nhật là một cử hành đặc biệt với khoảng 8.000 người tham dự cách sốt sắng. Họ cầu nguyện, ca hát với tâm hồn ý thức. Cha Opeka cũng kể cho biết là có nhiều khách du lịch ngoại quốc bị thu hút bởi cử hành phụng vụ kéo dài hơn 3 tiếng của cộng đoàn. Khi thánh lễ kết thúc, họ chia sẻ rằng họ đã nghe tiếng của Chúa trong lòng họ. Trong 50 năm, Madagascar đã trở thành quê hương của cha Opeka. Cha đã đến một trong những khu vực nghèo nhất trên hành tinh. Ở đó, cha đã biến đau khổ thành cơ hội, cung cấp nơi trú ẩn cho người vô gia cư, mang lại sự đầy đủ cho người nghèo, hy vọng cho người thất vọng, thức ăn cho người suy dinh dưỡng. Cha Opeka, một người da trắng, với đôi mắt xanh, tóc vàng, ban đầu gợi cho người dân địa phương hình ảnh của sự đàn áp chinh phục của những đội quân thực dân. Nhưng cha đã vượt qua được sự kỳ thị ban đầu để trở nên người bạn của dân nghèo nhờ tính cách Argentina của cha. Bóng đá, một quả banh là đủ, một trận đấu để hòa hợp các khác biệt. Trong thời thơ ấu của mình, Opeka muốn trở thành một linh mục và cầu thủ bóng đá. Họ nói với anh rằng sự kết hợp này là không khả thi. Chọn điều này hoặc chọn điều kia. Anh đã chọn điều sau, là linh mục, một nhà truyền giáo và một fan hâm mộ bóng đá. Ban đầu, Opeka là một mục tiêu trả thù vì anh là người da trắng, nhưng sau đó anh trở thành một thần tượng, cầu thủ ghi bàn và lãnh đạo. Bóng đá đã mở đường cho đường chân trời của Opeka, tên tóc vàng. Nạn nhân của những cú hít và đá đã giành được sự tin tưởng của những người oán hận. Hình ảnh của cha đứng trong bùn lên đến thắt lưng của mình trồng lúa để sinh sống và đã thuyết phục người bản xứ. Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Chân phúc tương ứng với ơn hùng mạnh. Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu ơn hùng mạnh qua việc khảo sát từ ngữ và bản chất của nó. Chúng ta cũng đã phân tích sự cần thiết của ân huệ này, không những đối với việc thực hành nhân đức hùng mạnh, mà còn trợ giúp việc thực hành tất cả mọi nhân đức tới mức anh hùng. Kế đó, chúng ta bàn tới công hiệu của ân huệ này khi nhìn lại tấm gương của các vị thánh. Hôm nay, chúng tôi sẽ kết luận đề tài này với hai điểm. Thứ nhất, chân phúc tương ứng với ơn hùng mạnh. Và thứ hai, thực hành. Thứ nhất, chân phúc tương ứng với ơn hùng mạnh, đói khát sự công chính. Dựa thánh thánh Augustino, thánh Thomas liên kết ơn hùng mạnh với chân phúc dành cho những kẻ đói khát sự công chính. Bởi vì sự hùng mạnh liên quan tới những điều cam go khó khăn, và việc khao khát nên thánh cách mãnh liệt quả là một điều cam go và khó khăn. Thiết tưởng để hiểu rõ vấn đề nên nói qua ý nghĩa của sự công chính theo kinh thánh. Danh từ justitia trong tiếng Latin có thể chỉ ra tiếng Việt bằng ít là ba danh từ khác nhau: công lý, công chính, công bình. Ba từ ấy tuy có liên hệ với nhau nhưng không hoàn toàn đồng nghĩa. Công lý được hiểu về một lý tưởng khách thể là cái gì là đúng. Công bình bao hàm với tương quan với thái nhân trong xã hội. Còn công chính là đến tương quan của con người đối với Thiên Chúa. Ở đây thiết tưởng nên hiểu về sự công chính
nghĩa là tình trạng của con người trước mặt Thiên Chúa. Do tội lỗi, con người trở nên bất chính, nhưng mà Thiên Chúa đã thương ban ơn công chính cho chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô. Ơn công chính không chỉ là thanh luyện chúng ta khỏi tội lỗi, mà còn biến đổi chúng ta thành thục tạo mới, trở nên con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa muốn cho chúng ta nên thánh và ban cho chúng ta ơn thánh sủng, nó hầu chúng ta có khả năng yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Đó chính là niềm khát khao nên thánh, cũng như niềm khát khao hợp tác với công cuộc thánh hóa nhân loại. Quả thật, đây là một dự án vĩ đại dành cho những người hùng. Nó gây ra nơi họ một sự đói khát mãnh liệt. Phạm ai đã đói thì tìm cách để mà làm thỏa mãn cơn đói. Một khi được no rồi thì thấy thỏa thích, nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy đói. Từ chỗ phân tích bản năng tự nhiên, ta có thể chuyển sang ý nghĩa tinh thần và tìm thấy mẫu gương ở nơi chính các bậc thầy của chúng ta. Đức Giêsu để lại cho ta mẫu gương hùng mạnh đó. Người đói vì muốn thực hiện ý định cứu độ của Thiên Chúa, ý định của Chúa trở nên lương thực của người. Ý muốn của Thiên Chúa cũng là chén mà người sẵn sàng uống, và cũng muốn cho các môn đệ được chia sẻ chén đó. Đó là ý nghĩa mà người đã thốt lên trên thập giá: tôi khát, khát khao cho sự thánh thiện của Thiên Chúa được thực hiện nhờ hy lễ của người. Và người chu toàn điều đó khi thốt lên trước cây chết: mọi sự đã hoàn tất. Lòng khao khát phục vụ kế hoạch cứu độ đã thúc đẩy hắn Phaolô dấn thân vào việc loan báo tin mừng bất chấp các gian truân. Lòng mến Chúa Kitô thúc đẩy tôi, 2 Cô-rinh-tô 5:14. Đó cũng là động lực của bao nhiêu vị thánh nhờ ơn hùng mạnh đã tỏ lòng ước ao mãnh liệt muốn làm những công việc lớn lao hoặc muốn chịu đau khổ vì Chúa. Cái hòa trái thánh linh tương ứng với ân huệ này là nhẫn nhục để chịu đựng những đau khổ và độ lượng để không bỏ cuộc khi phải làm điều tốt trong thời gian lâu dài. Thực hành cũng tương tự như với ơn kính sợ, chúng ta có thể nói khía cạnh tiêu cực, tức là nét xấu đối nghịch, và khía cạnh tích cực, tức là những phương thế. Tiêu cực, thầy thánh Giriyoka, đối nghịch với ân hùng mạnh là tính nhu nhược, thường đi đối với tính nhút nhát, bắt nguồn từ chỗ thích tiện nghi, không dám thực hiện những việc lớn để làm vinh danh Chúa hoặc trốn tránh đau khổ. Còn khi bàn về những nét xấu trái ngược với nhân đức hùng mạnh, thánh Thomas nói tới khuyết điểm vì bất cập hoặc vì thái quá. Khuyết điểm vì bất cập là tính nhát sợ, trốn chạy trước những nguy hiểm để rồi từ bỏ làm điều tốt mà lý trí chuyển phải làm. Nên biết là người can đảm không phải là người không biết sợ, cũng không phải là người không biết đầu thoát. Khi một người trốn tránh cái mà lý trí bỏ là phải tránh, thì đó là điều tốt. Chẳng hạn như khi anh ta tránh một cơ hội phạm tội, hoặc tránh một sự xấu mà mình biết không thể chống cự nổi, hoặc cứ chống cũng chẳng cái gì. Giá như vậy là hợp lý. Trái lại, sợ hãi và trốn chạy trở thành xấu, khi lý trí đòi buộc phải kháng cự, gọi là mất những điều tốt khác cần phải duy trì. Lúc đó, sợ hãi trở thành hèn nhát. Còn khuyết điểm vì thái quá là gan lì và liều lĩnh. Kẻ gan lì không tránh những nguy hiểm khi có thể và cần phải tránh. Gan lì là nét xấu chứ không phải là nhân đức. Họ trở ra gan lì vì dại dột, không biết lượng định tình hình. Họ trở ra gan lì vì kiêu căng, muốn chứng tỏ cho người khác biết rằng ta không sợ gì. Sự gan lì trái nghịch với đức hùng mạnh, bởi vì nhân đức này điều hành sự sợ hãi dựa trên tiêu chuẩn của lý trí và đức tin. Biết sợ cái đáng phải sợ và lúc cần phải sợ. Còn cái người liều lĩnh khinh thường những quy tắc của khôn ngoan và khi đương đầu với hiểm nguy. Liều lĩnh là một trong những cảm xúc của nội dục, nhưng mà nó trở thành tật xấu khi không được điều khiển do lý trí và đức tin, và được thúc đẩy bởi vì không hiểu biết tính tình hoặc do tính kiêu căng. Những phương thế sẽ khi cần tích cực. Như đã nói trước đây, chúng ta không thể nào vun trồng thực tập ơn Chúa Thánh Linh, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra môi trường thuận tiện để cho Ngài dễ hoạt động ở nơi ta. Thứ nhất, thi hành chú đáo nghĩa vụ của mình bất chấp mọi trở ngại. Có những việc anh hùng hoàn toàn vượt tầm mức của chúng ta, nhưng cũng có những việc mà nhờ ơn Chúa giúp chúng ta có thể làm được hơn nữa. Đơn giản, việc thực hành nhân đức anh hùng như các thánh là một ân huệ thánh linh.
Nhưng mà thường Ngài không tác động đối ta khi thấy ta lười biếng ủy mị. Vì vậy, thái độ đầu tiên về phía chúng ta là cố gắng làm những gì nằm trong tầm tay của mình. Thứ hai, đừng xin Chúa cất bỏ thánh giá, mà chỉ xin Ngài ban sức mạnh để có thể vác thập giá. Các thánh đã nhận được ân hùng mạnh để đương đầu với những nghịch cảnh và khó khăn trên đường tiến tới đường chọn lành. Do đó, nếu mà gặp phải một nghịch cảnh trái ý mà Chúa quan phòng gửi đến, thì chúng ta liền kêu ca và xin Ngài cất đi. Thử hỏi làm thế nào ân thánh linh có thể đến giúp đỡ chúng ta được? Chúng ta đừng xin Chúa cất khỏi những thánh giá, nhưng xin Chúa ban sức mạnh để vác thánh giá. Sớm muộn gì, Ngài cũng đến ban thưởng cho chúng ta. Thứ ba, thực hành hộ trí tự nguyện. Người nào đã dầm mưa rãi nắng thì sẽ đối kháng với thời tiết khắc nghiệt. Người đã quen chịu được chịu khổ thì dần dần không sợ sệt những khổ đau. Thậm chí, người đó còn dám thách thức đối phương để có cơ hội rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Ngày nay, chúng ta không dồi dào sức lực thể xác và tinh thần để thực hiện các việc khổ chế như các vị tu hành thời xưa. Nhưng chúng ta không thiếu những cơ hội để thi hành khổ chế tự nguyện. Chẳng hạn, giữ thinh lặng khi cảm thấy ngứa miệng muốn nói, không kêu ca lẩm bẩm khi thời tiết thay đổi thất thường hoặc thức ăn không hợp khẩu vị. Ta đã ân cần với những người khó tính khó nết, chấp nhận những chỉ trích và phản đối. Đó là những hành vi nhỏ bé ta có thể làm được kể khi thấy mình nhỏ bé yếu hèn. Thánh Teresa hài lòng, vui thích vì thấy mình hèn kém vô dụng, nhờ vậy biết hoàn toàn phó thác cho Chúa hơn. Thứ bốn, tìm thấy nguồn sức mạnh nơi bí tích thánh thể. Thánh thể là lương thực thần thiêng mang lại sức mạnh cho linh hồn. Thánh Doanh Kim Khẩu nói rằng chúng ta hãy rời bản thánh với sức mạnh của sư tử để đâm đầu vào những việc anh hùng làm tôn vinh Thiên Chúa. Lý do là tại vì chúng ta đã được tiếp xúc với Chúa Kitô là sư tử của nhà Giuđa và người muốn truyền lại cho chúng ta sức mạnh thần linh của người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.